là hay cười. Điểm yếu của em là hay nóng tính. Nóng tính, mỗi lần nóng tính là em thể hiện nó như thế nào? Im lặng à. Trời ơi, tôi tưởng bà nói bà nóng tính là bà hay đập đồ hay bà hay quýnh người đồ. Dạ đúng người cũng đôi lúc chị. Dạ đúng người cũng đôi lúc chị. Trời đó luôn hả? Dạ cũng có chị, chưa có đổ máu chị ơi. Mới đánh xích đầu mẹ tráng thôi chưa có đổ máu. Hiện tại con Duyên đang sống với em hay là sống bên nhà chồng? Dạ sống với em ạ. Còn anh thì chưa có gia đình. Bộ anh còn chưa có nên mới có gia đình. Aquaseline lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi khô thoáng nách đến vài ngày. Mời nhà trai. À, ngồi đi anh trai. Mời nhà gái. Dạ em, mời em ngồi. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe luôn nha. Chào anh Nguyên Linh, chào chị Ngọc Lan. Rồi, mình chào tên bà. Trần Bá Trượng, năm nay 32 tuổi, hiện đang là kỹ thuật viên của Honda Việt Nam. Em quê Hậu Giang. Hậu Giang hả? Hậu Giang. Bây giờ em sống ở trên đây với ai Trường? Hiện tại em đang sống với người em họ. Người em họ hả? Dạ. Rồi dưới quê còn ai? Ở dưới quê hiện tại còn ba má và chị hai ở dưới quê. À. Dạ nhà gái nghe, rồi nhà gái của mình như thế nào nè? Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh. Xin chào. Chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Thảo Nguyên. Em năm nay 30 tuổi, em là nhân viên kinh doanh tại thành phố Thủ Đức ạ. Là ở Thủ Đức là mình ở nhà của mình hay là sao? Dạ em đang hiện tại em đang ở trọ ở quận 9 ạ. Rồi quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Bình Thuận. Bình Thuận với Hậu Giang nó hai đầu nỗi nhớ đó. Nhưng mà không sao, mỗi vùng miền nó có hay riêng của nó ha. Trường có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm em thì hòa đồng, vui vẻ, nấu ăn ngon. Món gì ngon nhất? Cháo gà. Cháo gà. Trời, cháo gà cũng khó nấu lắm nha quý vị. Mình luộc được con gà mà ngon là khó lắm đó. Đúng rồi, mình nấu được nồi cháo là hay lắm luôn á. Nghĩ tật xấu của em là chắc hay nhậu. Nhậu nhiều không Trường? À cũng tương đối, nhưng mà nhậu cũng chừng mực à, chứ không tới nỗi mà lầy lội lắm anh. Nhậu nhiều mà sao chừng mực được ông ơi? Tức là một tuần thì có thể nhậu 2-3 ngày á. Đối với em là nhiều. Một tuần 2-3 ngày đó hả? Dạ. Một ngày nhậu 2-3 lần á hả? À không, không anh em thì cứ thói quen em cứ chiều tối về thì có thỉnh thoảng có làm vài lon. Không, chắc có thể là do bạn đó chưa có ai để mà đi chơi sau giờ làm việc hết đó, cho nên là bạn đi nhậu là đúng rồi. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em là hay cười, có trách nhiệm với công việc và cũng quan tâm người khác. Dạ. Còn về điểm yếu của em là nóng tính. Ồ. Dạ. Nóng tính, mỗi lần nóng tính là em thể hiện nó như thế nào? Im lặng à. Là gì? Không ai nóng im lặng hết em ơi. À. Nói cho vui chứ nóng là sao im lặng được. Dạ im lặng là để nói cái gì nó đúng hơn chút xíu. Im lặng đi dồn nén xong rồi nói một câu gì ra nó kinh khủng lắm á. Trời ơi, tôi tưởng bà nói bà nóng tính là bà hay đập đồ hay bà hay quýnh người đồ. Dạ đúng người cũng đôi lúc chị. Dạ đúng người cũng đôi lúc chị. Trời đó luôn hả? Dạ cũng có rồi. Chị chưa có đổ máu chị ơi. Mới đánh xích đầu mẹ tráng thôi chưa có đổ máu. Tức là tổn thương phần mềm. Em mà nhậu là mệt luôn đó nha Trường nha. Bây giờ để tôi qua tôi coi sơ sơ nhà gái sao mà nóng tính mà. Dạ. Trời ơi, người về mà nóng gì trời. Dạ nóng như kem luôn. Nóng như kem luôn. À, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ. Mối dài nhất nhiêu? Dạ, mối dài nhất là 5 năm. 5 năm dài lắm sao chia tay? Dạ đâu gặp nhau đâu rồi, cứ tính thời gian để đó thôi ạ. Ủa là sao? Yêu xa hả cưng? Dạ từ thời cấp 3 cho tới giờ rồi rồi vô Sài Gòn đi học thì cũng trong thời gian đó im lặng rồi thôi học. Đơn giản vậy đó hả? Dạ học trò mà. Rồi mối tình thứ hai nữa. Dạ mối tình thứ hai là mối tình kết hôn ạ. Kết hôn được bao lâu em? Em kết hôn từ đầu năm 2017 và tới 2018 là em ly hôn ạ. Có con chưa? Dạ có một bé 4 tuổi rưỡi ạ. Trai hay gái? Dạ bé gái. À có gì căng lắm mà phải ly hôn trong khi có đứa con 4 tuổi mấy? Dạ, rồi thì do có người thứ ba. À dạ. Người thứ ba. Dạ. Nhưng mà giờ quan trọng là tình trường nhà trai làm sao để tôi biết tính tình như ông này chắc cũng dài mối rồi nha, chắc cũng nhiều cô mấy mối thì lý thuyết thôi nó dễ vậy, nhưng mà thật sự tới là em chưa có mối tình nào gọi là chính thức hết. Không có luôn hả? Chưa có mối tình nào. Ủa, gọi sao là chính bền vững vậy cưng? Chính để chị qua biết. Chị coi. Dạ chào chị. Ờ trời ơi, giao diện được không chứ bộ? Quá được chứ bộ. Em cũng không trả lời mà nào giờ mình có để ý ai không? Dạ, có chị. À rồi sao nữa, rồi sao cái câu chuyện mà mình để ý đó rồi mình
mình làm cái gì nữa. Cũng có tấn công, cũng có chủ động vậy, nhưng mà đôi lúc thấy không hợp, thấy hơi tính em hơi khó hay sao cái em tự động em lui. Em khó làm sao đây, em nói chị nghe rồi. Em tuy em sửa xe nhưng mà lối sống cứ như bộ đội vậy, hơi gọn gàng sạch sẽ. Sạch sẽ quá ai cũng không có làm cho em vừa lòng hết trơn á, đúng không? Mà chưa quen người ta sao biết người ta sạch sẽ hay người ta lượng thượng. Em không nghĩ là do em sạch sẽ quá mà không có bồ đâu, hoặc là em chưa gặp đúng đối tượng của em. Vậy giờ đối tượng của em là như thế nào nè? Chủng chạc một tí, đừng có con nít quá, đừng có cằn nhằn nhiều quá. Sợ cái cằn nhằn phụ nữ thì không được đâu, đó là bản chất rồi. Nó không phải bản chất mọi người, nó là bản năng. Lập gia đình xong là phải nói nha. Mình có vợ rồi về mà không thấy vợ cằn nhằn là mình biết có vấn đề xảy ra rồi đó. À, phụ nữ mà khi phụ nữ im lặng mới là mệt đó, đúng không mọi người? Tức là im lặng mới là nguy hiểm. Đúng rồi. Im lặng thì người ta không muốn nói nữa. Càng cằn nhằn càng dễ thương em ơi, càng dễ thương em ơi. Phụ nữ càng cằn nhằn càng dễ thương em ơi. Người ta càng nói là người ta càng còn thương em rất là nhiều, người ta mới nói. Biết sao đi làm MC không? Tại ở nhà nói chuyện không có lợi, nên là đi làm MC để được nói. Anh về nhà khác, ở đây khác em. Rồi cái gì nè, không thích như nữa. Nhưng lúc em cũng hơi nóng tính. Chết rồi, bên kia cũng nóng tính, bên đây cũng nóng tính. Hầu như mà không vừa ý em. Từ lê bỏ lết đồ có bay không? À, không tới nổi vậy đó chị. Cũng như ví dụ như mấy người em ở chung với em đi, không ngăn nắp là chỉ cần em nhìn thôi là mấy người em nó biết rồi. Có bao giờ em gặp cái chuyện mà nóng với nóng gặp nhau chưa? Dạ rồi ạ. Rồi lúc đó sao? Dạ rủ đi nhậu. Rủ đi nhậu hả? Dạ. Được à. Hợp lý á. À. Ông này cũng hay nhậu nè. Rồi, em không thích điều gì ở người đàn ông? Càm ràm ạ. Ông này không thích càm ràm, bà này không thích càm ràm thì hai người đừng có càm ràm nhau. Đừng càm ràm nhau. Thoải mái rồi. Đúng. Cái gì mà mình không thích tức là mình sẽ không làm. Đúng rồi, mình không làm. Ừ. Vậy thì cái này hợp ngon nè. Lành. Ngon luôn. Rồi gì nữa cưng? Không thích nhậu nhiều. Khó. Khi mà có người để mà vui chơi sau giờ làm thì sẽ không có nhậu. Đúng đâu rồi. Thời gian đâu nhậu. Cái đó phải thỏa thuận nha. Đúng. Chứ anh thấy khi nhậu hơi nhiều đó. Mình hỏi kiến mình người hỏi thân. Mình hỏi người thân đi. Đây. Nhà trai đi với ai cơ? Hẹn em đi với em người em bà con của em. Chào nhà trai. À, em chào chú Hiền Linh và chị Ngọc Lan ạ. À. Em tên là Thức, ở chung với anh Trường ạ. À. Anh Trường trong nhà thì tính tình rất vui vẻ, hoạt bát, nhẫn nhịn anh em. Nhẫn nhịn không? Nhẫn nhịn không? Dạ, nhẫn liếc nhịn mắt một cái là người ta phải sợ mà. Anh hay dẫn bạn gái về phòng không? Dạ không ạ. À. Có không? Dạ không ạ. À. Ta dẫn trước rồi. Dẫn trước. Chị ở đây giờ thấy ngoại hình thì dễ nhìn ạ. À. À, dễ thương đó, mong anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn ạ. À, cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn em. Anh gái đi với ai vậy Nguyên? Dạ, dạ em đi với chị dâu em. À, đi chị dâu luôn hả? Dạ. Em chào anh Nguyên Linh và chị Ngọc Lan, em là tên là Hà, em là chị dâu của Nguyên ạ. Ừ, dạ. Anh bên đây và Nguyên em của em thì có những cái điểm nó cũng tương đồng. Giống như ban đầu chị Ngọc Lan nói, ví dụ cái gì mình không hợp thì hai người cũng không làm, thì có nghĩa là cái vấn đề nó sẽ không xảy ra. Nhưng mà anh thấy anh này là nhìn là ok đó. Dạ đúng rồi, em thấy là có là thiện cảm. Ừ, à. Cặp đôi thì rất là thiện cảm luôn. Thôi bây giờ thì cho hai nhà gặp nhau thôi. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi Trường. Rồi mời bạn. À, chào em. Cũng quà tặng anh ạ. À, cảm ơn em. Em tặng anh một cái ly để ngày nào anh cũng uống nước là nhớ tới em ha. Có uống nước không? Lấy ly uống khác á. À, cảm ơn em. Em vô Sài Gòn này lâu chưa? Dạ em ở Sài Gòn từ năm 2010 tới giờ. Anh ở đây được 15 năm rồi, nhưng quê anh Hậu Giang. Em có thường về quê không? Dạ có anh. Hiện tại con riêng đang sống với em hay là sống bên nhà chồng? Dạ sống với em ạ. Ừ. Dạ nhưng mà bé đang ở dưới Bình Thuận ạ. Còn anh thì chưa có gia đình. Bồ anh còn chưa có nên mới có gia đình. Dạ anh có ngại quen một người mẹ đơn thân như em không ạ? Không, anh thì không ngại. Dạ. Thường thì anh hơi khó tính lắm, không biết em có chịu được không? Dạ em cũng khó ngang ngửa anh á. Những cái em thằng sao anh, nhưng mà anh chắc chắn anh bấm nút rồi đó. Dạ cháu anh ạ. Bây giờ em hãy nói đi, em phải mở ra một con đường để cô ấy có thể tin tưởng mình nè. Ha, mình làm gì để phát triển kinh tế nè, tiền lương anh em giữ hay là tiền lương anh xài gì đó,
mình mở ra một cái tương lai thử coi người trường. Lương anh thì chắc chắn là em giữ, anh cũng không muốn giữ tiền nữa. Anh có cái tật nhậu vô anh xài sang lắm. Dạ. Cứ nhậu vô bo lắm. Vậy là thói quen là hay bo đúng không anh? Ừ, anh không biết cái đó là thói quen xấu hay là thói quen tốt nữa. Xấu nha anh. Không, bo là tốt đó, không xấu đâu. Dạ, bo mà ở cái chỗ mà không cần thiết đi á anh ạ. Thì cái chuyện mình đi là xấu thôi, còn chuyện bo không có xấu đâu. Dạ. Nó chỉ xấu khi nào trong túi còn 400 ngàn mà xỉn xỉn vô bo hết 400 thì cái đó mới là xấu. Không, cũng xấu đâu, đó tốt mà, cho đi là nhận lại mà. Biết là cho đi là nhận lại rồi, nhưng mà không, như vậy rồi làm sao mà vợ con ở nhà còn tiền mà ăn. Ủa, thì mục đích em muốn vợ giữ tiền là như vậy. Ừ, nhưng mà mình phải tiết chế lại. Tiết gì, theo người ta khó khăn thì bó hết đi, có gì đâu mà. Ông qua đem nói chuyện tôi nè. Ví dụ giờ lấy nhau, cô ấy muốn đưa gì con về ở chung mình được không, nói cho cô biết luôn đi. À, cái vấn đề đó thì đối với em thì được. Nếu mà lập gia đình thì em có về Hậu Giang ở được không? Dạ, anh đâu em ở đó, anh đâu em ở đó. Vậy hài lòng rồi. Còn con em, còn con em nữa sao? Dạ, còn con em thì anh có ngại đưa về à, không em? Không đưa hả? Tức là không có ngại, cứ về ở chung với anh bình thường. Phải nói rõ. Cứ về ở chung với anh bình thường. À, tức là em muốn về Hậu Giang. Vâng. Hậu Giang ở huyện nào? Em ở ngay cổng chào Hậu Giang, tức là cửa ngõ của Hậu Giang. Cái tắc á hả? Cái tắc. Rồi, hợp lý luôn. Anh sẽ về Hậu Giang đó. Dạ. Mà Hậu Giang thì nó là thành phố sát với thành phố Cần Thơ rồi. Dạ. Nó là một cái tương lai, nó cơ bản là nó cũng chắc chắn cho bạn và cho cái người bạn đời tương lai của bạn. Nhưng mà về dưới á là em còn ai trong gia đình nữa? Em còn ba má với người chị hai ở dưới quê. Chị hai có gia đình chưa? À, chị hai cũng chưa gia đình. Chưa gia đình đúng không? Chưa. Vậy là chị hai sẽ đi lấy chồng. Mà chị hai lấy chồng thì nhà nó thuộc về ai ta? Mà quan trọng là hỏi chừng nào chị hai lấy chồng. À, chị hai em dự định là trong năm nay lấy chồng, có thể là cuối năm. Ngon lành. À, chị hai em có bạn trai rồi và hai bên nhà cũng đã qua nói chuyện rồi, chắc mặt nói chuyện rồi. Về luôn ăn đám cưới chị hai, tới đám cưới mình luôn. Dạ, gần quá anh. Em tiến tới đi ha. Nắm tay bạn gái dính lên. Nắm hai tay bạn gái. Mình đối diện với bạn gái nè, hai bạn nhìn nhau nè. Em hơi khớp. Hơi khớp. Gì đó, nhìn coi. Em thì ok đó, chắc chắn em sẽ bấm nút rồi đó. Cảm xúc của em á, em có rung động hay không? Rung, em rung, hiện tại em còn đang rung. Không, rung động chứ không phải là rung rẩy. có cảm giác rung động. Hỏi bạn gái, rồi bạn gái có rung động với mình cảm không? Giác của em thì sao? Hiện tại thì cảm giác của em hơi hồi hộp chút xíu ạ. Giờ em nói đi, nói cảm xúc của anh mong muốn em thế nào đó. Nếu mà sau chương trình này em chấp nhận thì khoảng bao lâu nữa mình có thể đến được? Không biết luôn. Không biết luôn. Để cảm xúc nó dẫn dắt bao lâu thì để cảm xúc nó dẫn dắt, dạ, đúng không? Dạ, cứ để tìm hiểu rồi cái chuyện đó mình nói chuyện sao ạ. Anh thì cũng muốn thay đổi tương lai của mình. Nếu em đồng ý thì tiến tới, hai đứa mình cùng nhau xây dựng. Dạ. Rồi, được rồi. Hồi hộp quá. Bây giờ thì tất cả mọi người cũng đã nghe về nhau, chắc chắn cũng hiểu một phần về nhau, lắng lòng mình lại xem con tim mình có rung động thật sự hay không. Chúng ta bấm nút là xuất phát từ trái tim của mình. Khi bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha các bạn. Bấm hay không là quyền của các bạn. Em hãy nên suy nghĩ và cân nhắc thật là kỹ rằng mình có đủ tình cảm, đủ bao dung để mà mình lo được cho hai mẹ con hay không. Bởi vì đây là một cô gái đã từng lập gia đình và đang có một đứa con. Còn về phía cô gái, em hãy suy nghĩ xem liệu rằng người đàn ông này có đủ tin tưởng để hai mẹ con mình nương tựa được hay không. Và quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Hình như em gái vẫn còn băn khoăn một cái điều gì đúng không em? Dạ đúng. Hãy nói hết lòng mình đi. Không biết là do bị tổn thương nhiều quá nên em chưa có mở lòng được hay là như thế nào. Nhưng mà có thể như vậy. Có thể Trường biết không, em chưa thể hiện một cái bờ vai vững chắc để có thể bảo vệ cô ấy và con cô ấy. Chính là những người phụ nữ đã từng bị tổn thương đó, họ rất là lo lắng cho gia đình của họ. Không biết là người đàn ông kế tiếp có đủ để làm họ bớt tổn thương hay hết tổn thương hay không. Anh biết rằng em có rung động với cô ấy thật sự đó. Nhưng mà không sao, bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian để chinh phục cô ấy. Em chỉ suy nghĩ là
tới lúc em đến với chương trình á là cũng em cũng suy nghĩ là đến lúc mà em phải cho con em một cái gia đình hạnh phúc. Tại vì từ lúc con em sinh ra tới giờ nó chưa có biết mặt ba nó. Về mặt tình cảm thì em cũng mong anh thông cảm cho em, là tại vì cái người đổ vỡ cái tình cảm nó khác với lại những người mà chưa lập gia đình. Mai mình lên mình thăm con của Nguyên nha, Trường nha. À. Chúng ta có thể là bạn với nhau, rồi có thể chia sẻ một chút khó khăn trong cuộc sống. Rồi cái gì anh nghĩ nó sẽ tới thôi. Cố lên nha. À. Chúc các bạn sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống nào. Bây giờ sẽ là những phần quà dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách. Mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Rồi, chúc các bạn sẽ thật may mắn trong cuộc sống nha. Dạ. Cảm xúc thế nào? Một chút nuối tiếc, một chút cũng rất là thương cảm, không chỉ có chàng trai mà cả cô gái nữa. Cảm xúc của cô gái ấy nó là cái cảm xúc mà Ngọc Lan đã từng trải qua, cho nên nó khiến mình rất là xúc động. Bởi vì khi mà một người phụ nữ họ rất là muốn để có một cái bờ vai để nương tựa nhưng họ lại không dám, thì đó là một cái giai đoạn mà nó rất là khó khăn. Linh cũng rất thương chàng trai có rung động, có thích cô gái nhưng không biết để diễn tả làm đúng sao rồi. Để không cho có kinh cô gái nghiệm không có kinh nghiệm để cô gái tin vào điều đó. Nhưng thật ra họ có duyên nhưng họ chưa có nợ với nhau quý vị. Chúng tôi đã cố gắng kết nối họ đến nay nhưng mà thật ra đúng là không có nợ với nhau, thì có nói cách nào đi nữa thì cũng không có nợ với nhau cả. Và đó là những gì mà quý vị đã cảm nhận được ở cặp đôi đầu tiên, một chút nuối tiếc. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem họ có bấm nút hay không. Xin mời. Xin mời. KOA tinh thần thép. Có những gì con gì không thích đàn ông mà con không muốn họ làm không? Không muốn họ làm. Dạ, quá chi ly về tiền bạc, quá chi ly về tiền bạc. Em sẽ bùng nổ như một quả núi lửa, nhất là về chuyện tiền bạc. Em lên đây để tìm một bạn có thể tìm hiểu thôi. Xa hơn thì em chưa tính tới. Hiện tại cũng chỉ là tìm hiểu trước để xem là hai đứa mình có nhau hợp nhau hay không. Nhưng mà trước mắt là thấy hợp một chút xíu rồi đó. Aquacelin lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, dạ chào em. Bạn nữ đằng ấy. Và chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, tên đầy đủ của em là Tống Hoàng Phi. Hiện tại em 30 tuổi. Em là giáo viên tiếng Anh và em cũng đang là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh của trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tống Hoàng Phi hả? Dạ. Trời, tên nghe lạ, tưởng là người nước ngoài. Dạ. Bữa nay với phong cách rất là lạ, một mái đầu cũng hơi lạ, rất là style. Mai chỉ cần cái mối này làm thử coi nha. Dạ. À, lạ lắm đó. Tống Hoàng Phi xin chào nhà gái. Nhà trai làm nhà gái tò mò quá. Ừ. Nhà gái giới thiệu về mình nè.
Dạ, em tên là Nguyễn Thị Nhật Tiên ạ. Năm nay 26 tuổi ạ. Hiện đang làm bác sĩ thực tập 18 tháng tại Bệnh viện Gia Định. Chào bác sĩ trẻ. Dạ, chào chú Quỳnh Linh. Cặp này có tài hết rồi ha. Toàn là những người tiềm năng tương đúng lai rồi. À, em có ưu điểm khuyết điểm gì em trai? Dạ, ưu điểm của em là em rất quyết đoán trong nhiều vấn đề. Và em cũng có khả năng giảng dạy rất tốt. Đó là một thế mạnh của em. Dạ, khuyết điểm của em thì em khi em bắt đầu một cái gì mới thì em sẽ thường rất là vụng về và em chậm chạp. Nhưng một khi em đã quen cái việc đó rồi em sẽ làm rất tốt. Và một cái điểm yếu thứ hai của em là em sẽ rất là hiền, nhưng mà một khi đụng tới vấn đề đó em sẽ bùng nổ như một quả núi lửa. Ý đó hả? Dạ, nhất là về chuyện tiền bạc. Nhất là về chuyện tiền bạc. Đó là ưu điểm khuyết điểm của nhà trai. Còn nhà gái mình như thế nào? À, ưu điểm của em chắc là dễ hòa đồng, dễ chia sẻ với người khác, hoặc là có thể ngồi nghe người khác chia sẻ mà không nói gì cũng được. Em sẽ không nói gì, ngồi nghe bạn đó nói thôi. Ngồi nghe suốt vậy đó hả? Dạ. Cũng kiên trì quá ha. Dạ. Em có thể hát được, hát nghe được, có thể vẽ được, có thể nói tiếng Anh sơ sơ được. Thử nào, rồi hai bên có thể trao đổi bằng tiếng Anh qua thử cái coi, qua cái hàng rào tình yêu này. Hello. Hello. Are you? I'm okay. Ah yeah, nice to hear that. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. You said that you are outgoing, right? I can hear you say anything. Yeah, because if you are outgoing, you might be my ideal girlfriend, you know, because I am quite introverted. Okay. I have my say for living you. Okay. You may hurt, you may sort. Okay. Tại bạn ấy hòa đồng, em lại là một người khá hướng nội và trầm tính. Cho nên bạn ấy sẽ là một cái sự bổ sung rất là được tốt cho em. Thế hai bạn nói tiếng Anh cũng được, tôi Ngọc Lan nói tiếng Anh cũng được á. I can speak English chút. Du hiểu không? No, speak English không có chút nào. Vô ok á. Nói tiếng Anh rồi qua tiếng Việt khó quá. Quên tiếng Việt dạ, luôn. Hỏi tình trường nè. Rồi, đường tình duyên của em sao nè? Dạ, nếu tính mối quan hệ công khai chính thức nhiều người biết thì em chỉ có một mối tình thôi. Trời ơi. Và mối tình đó đã từ 7 năm trước rồi. Nhưng mà nếu mà nói không công khai đó là khá lắm đúng không? Dạ, thì sau cái mối tình đầu tiên đó thì em cũng có chủ động tự tìm hiểu những bạn khác, nhưng mà các bạn không tới đâu cả. Cũng công khai cỡ bao nhiêu mối? Dạ, em quên đếm rồi. Quên đếm luôn. Trời, đào hoa quá. Thấy chưa? Anh này. Đi qua nhà gái coi. Chào bác sĩ trẻ. Dạ, chào chú Quỳnh Linh. Bác sĩ trẻ, đường tình duyên sao? Con chưa có mối tình nào. Chưa có luôn. Dạ, chắc tại học nhiều quá. Học hơi nhiều với lại học hơi nhiều. Dạ, hơi bận một xíu nên chưa có tình nào. Tức là chính thức, còn không chính thức rồi có. Không chính thức thì con có yêu đơn phương thôi. Yêu đơn phương nữa hả? Dạ, hồi năm ba, nhưng mà khi con tỏ tình thì người ta không có thích nữa. Người ta không thích, không có thích con nên thôi con không thích nữa. Con nói sao con tỏ tình sao mà người ta không thích kỳ vậy? Sao con biết người ta không thích? Thì người ta từ chối với chứ. Trời ơi. Trời, ai phủ vàng không nào phủ vàng vậy trời. Một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng, một bác sĩ tương lai vậy mà từ chối. Giờ mình nói cho chị Lan nghe là mình có cái mẫu hình lý tưởng của bạn trai mình như thế nào. Bạn trai của con phải hài hước. Hài lắm đó. Có đó. Có thể chọc cho con cười lúc mà con bị quạo. Được, bên kia có thể làm được đó. Cái thứ hai là bạn phải biết chia sẻ, thông cảm với nghề nghiệp của con. Cái thứ ba là bạn cần phải có một điềm đạm nhất định. Tôi nghĩ bên kia làm được. Những yêu cầu rất là hợp lý. Hợp lý. Có gì khó hơn, có những gì mà con không thích không? Đàn ông mà con không muốn họ làm không? Không muốn họ làm á. Dạ, quá chi ly về tiền bạc. Em sẽ bùng nổ như một quả núi lửa. Nhất là về chuyện tiền bạc. Nổi nóng vì tiền bạc đó. Ha, đúng rồi. Còn bên đây nghĩa là nguyện vọng sao nè, nói cho chị Lan nghe coi. Dạ, nếu là về mẫu hình lý tưởng, ngoại hình thì em sẽ liên tưởng tới chị ca sĩ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm. Tại vì em thích cả ngoại hình lẫn tính cách của chị ấy.
Bên đây thật ra nụ cười trong veo luôn. Ở đây Mỹ Lai chút xíu, Lai Lai Mỹ Tâm chút. Còn gì nữa không? Nếu bạn hòa đồng thì đó cũng sẽ là một điểm em rất thích. Tại vì tính em rất hướng nội, hướng trầm. Dạ. Và nếu như bạn ấy có gu ăn mặc nữa thì sẽ là một điểm cộng. Có mẫu hình con sao? Con thần tượng nhóm nhạc BTS. Dạ. Có nhóm trưởng RM á, là người rất là giỏi tiếng Anh, giỏi giao tiếp, với lại hát hay, cao nữa. Đó là mẫu hình bạn trai của con. Bên đây có nha, tiếng Anh có rồi, giỏi rồi. Hát nhưng hay mà không? Hát hay, hát thử cho nhà gái tôi cảm nhận coi sao. Thế thì em xin phép trời ơi, bất ngờ nha. Bất ngờ nha. Bên đây mình nghe nha, coi có BTS không. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Em ơi, nãy giờ người ta đàn thiệt đó. Bây giờ nè, nghe nhà gái hát nè. Hát cho bên kia nghe cảm nhận đi. Con hát mấy câu thôi được. Rồi. Bài Hôn Anh của mình. Hôn anh, tôi muốn được hôn anh. Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng. Ôm anh, tôi muốn được ôm anh. Thức giấc mộng xưa ngày nào thơ bé dịu dàng bên nô cửa sổ là. Được không ạ? Dễ thương mà. Dễ thương lắm đó nha. Hai bạn này dễ thương, trẻ, tươi. Thôi. Hỏi người thân nè. Đúng rồi. Nha. Hỏi người thân đi. Bạn trai đi với ai cưng? Dạ em đi một mình ạ. Ôi. Bên đây dạ. Đi với ai? À con đi với bạn của con. Dạ em chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em là bạn của Tiên. Quen biết Tiên được 6 năm từ lúc học đại học đến giờ. Tiên là một người sống rất là chân thành và tình cảm. Con thấy bạn Nam là người khá là tự tin, trông rất là lãng tử. Tham gia chương trình ở đây cũng là một cái duyên rồi, nên là có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu. Bây giờ mình cảm nhận tất cả mọi thứ rồi, bắt đầu mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Rồi, anh xin gửi em một món quà nhỏ nhỏ, xinh xinh này. Dạ, cảm ơn anh. Có một bất ngờ trong đó, em có thể mở luôn. Đọc lớn lên, tôi nghe với coi. Love is a game that two can play and both win. Tạm dịch tiếng Việt là tình yêu là một cuộc chơi mà cả hai cùng vui và cả hai cùng hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn. Em tặng cái này, tặng cái này. Oh. Dạ, để anh quan tâm tới việc uống nước nhiều hơn. Cảm ơn em. Dạ, lạ lùng thay nó trùng với cái vest xanh một kỳ lạ. Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Dạ, cái đó là ngày xưa anh. Ngày xưa thì em tin, còn bây giờ thì không tin. Không tin hả? Không sao. Sau buổi này mình hẹn gặp nhau lần nữa cho dễ yêu. Cái món quà nhỏ nhỏ anh gửi tặng em trong đó cũng là quan niệm tình yêu của anh luôn. Anh quan niệm tình yêu giống như một cái chậu cây. Nhưng cái chậu cây này phải là hai người cùng tưới, cùng chăm phân bón cho nó. Chỉ cần một người từ bỏ thôi là cái cây đó sẽ héo úa, cái cây đó sẽ không sống được nữa. Quan niệm tình yêu của em á là hai người cùng phải chia sẻ được cho nhau, phải luôn luôn biết lắng nghe với nhau á. Còn với em, tình yêu là phải chung thủy. Sẽ không có việc là sẽ quen thật là nhiều người, hoặc là có nhiều em gái mưa, hoặc là những cái tương đồng như vậy á. Em lên đây để tìm một bạn có thể tìm hiểu thôi. Còn xa hơn thì em chưa tính tới. Nhưng mà tốt nhất là sẽ làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì em sẽ làm việc ở đây. Hiện tại cũng chỉ là tìm hiểu trước, để xem là hai đứa mình có nhau hợp nhau hay không. Nhưng mà trước mắt là thấy hợp một chút xíu đó. Bạn trai bước tới nắm tay cô gái ha, mình trao đổi cảm xúc với nhau chút xíu.
Sẽ có mong muốn có con trai hay con gái thế nào, nói hết những suy nghĩ của mình cho bạn gái nghe đi. Nếu là khoảng cách hơi xa thì một trai một gái thì tuyệt vời, còn nếu một đứa con thôi cũng được. Dạ. Anh thì không quan trọng về giới tính, miễn là có đứa con để vui vẻ là được. Nhưng mà miễn khi nào cả hai đứa mình đều sẵn sàng nha. Chứ cái này anh không có ép nha. Và em cần một người lắng nghe chứ gì. Ok, anh cũng sẽ là một người lắng nghe luôn. Tại vì anh rất giỏi chuyện đó. Đấy, cho đến khi nào em nói chán thì thôi. Ước mơ của em, nếu mà có đủ điều kiện kinh tế thì mong có được 4 đứa con. Giống như gia đình của chú Lý Hải. Dạ. Và có đủ điều kiện để chăm sóc 4 đứa con như vậy. Ồ, ok rồi. 4 đứa con là phải chuẩn bị tiền nhiều lắm đó nha. Nhớ cái kế hoạch tài chính đàng hoàng đó. Rồi, về chỗ các bạn. Đã đến lúc mình đưa ra quyết định từ trái tim của mình. Nếu đúng đây là một nửa bánh ghép mà mình đang hướng tới, một chút rung động nào đó, một chút cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, hãy cho nhau cơ hội và bấm ngay cái nút đó. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nó nha. Chuẩn bị. Chị Ngọc Lan sẽ đếm và các bạn sẽ đưa ra quyết định. 1 2 3. Ông kia ông bấm á, quyết liệt lắm. Quyết liệt lắm, ông bấm mà sợ cái nút có không ăn hay sao ông lập bập bập. Một con người chủ động, năng động ha. Cảm giác thế nào khi đều chính thức hẹn hò với nhau? Hạnh phúc. Vui thì sẽ hạnh phúc. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bàn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Aquaceline xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquaceline lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquaceline lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo. Thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách. Mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Đây, giữ cái này về hai đứa uống nước chung nha. Rồi, tháo mặt nạ ra em. Hai bạn tháo mặt nạ ra luôn nha. Rồi, chào hai bạn. Đẹp trai đẹp gái ha. Ngồi đợi lâu không? Dạ, lâu rồi. Chờ đợi là hạnh phúc. Hôm nay là Tài rất vui được có mặt tại buổi ghi hình hôm nay. Tài cũng xin chào chị Cát Tường và tất cả mọi người. Tài tên là Hoàng Ngọc Tài. Em quê ở Thanh Hóa. Đang làm bên công việc bên thời trang, chuyên đi phân phối hàng á. Em năm nay là 30 ạ. Tài vô trong Nam được lâu chưa? Em mới vào thôi. Ồ, vậy hiện tại là mình đang sống ở đâu? Ở ngoài Thanh Hóa luôn. Sống ngoài Thanh Hóa luôn? Làm công ty ngoài Hà Nội. Em dự định á, là sẽ chuyển vào đây. Sao không có nghe thấy nói chuyện giọng, không có nói giọng miền Bắc? Em 5 tuổi em vào Sài Gòn mà. Bên ngoại em vào đây hết. Dự kiến là mình cũng có ý định vào đây lập nghiệp. Dạ đúng. Nhưng rồi, hiện tại bây giờ là đang ở Thanh Hóa. Vô đây là chỉ tham gia chương trình thôi. Dạ, vô đây em muốn tìm được người để cùng mình đến đó đến trọn đời á. Nên là nếu mà có cơ hội á, mà cảm giác là được thì em sẽ chuyển vào đây. Bởi vì em con trai mà sống ở đâu cũng được. Quan trọng người đó. Cười cười, nghe nói chuyển vô cười cười. Hồi nãy nghe nói Thanh Hóa xa xa cái mặt tới mét. Giờ cười rồi. Bây giờ tới phiên mình giới thiệu nè.
Dạ, em tên là Tâm, em năm nay 29 tuổi, em đến từ Tiền Giang. Hiện tại em đang sống ở Sài Gòn và em làm việc ở Biên Hòa. Quản lý đơn hàng, mặt hàng thời trang chuyên về quần jean nữ và nam ạ. Đây bỏ hàng cho đây được không? Được. Trời ơi, sao mà trùng hợp về thời trang vậy? Wow, có duyên rồi nha. Ủa mà sao thành phố không làm mà đi xuống tuốt với Biên Hòa? Em đi xe đưa rước nên là cũng không vấn đề gì cả. Bây giờ hai bạn ai cũng kinh doanh, ta gộp lại chung một nhà đi. Mình mở cái shop hay cái tiệm nhỏ nhỏ, hai chồng buôn bán rồi thêm kiếm thêm nữa. Hoặc mở công ty đi. Mua hầu như cái gì cũng rẻ. Đó, còn đây bán nữa, đẹp quá trời tuyệt vời. Trước tiên, màn chào đầu, Tường thấy là hợp lý rồi đó quý vị. Em thì em cảm thấy em là người rất là thích hướng ngoại, nhiệt tình, chịu khó, sống có tâm với khách hàng. Tiền nhiều thì ai cũng cần á, nhưng mà quan trọng là cái tâm, cái đức này nó mới được lâu bền. Em là lanh lắm luôn á, cái gì em cũng biết á. Chị không biết ngại mà thôi. Nhưng mà về việc nhà như lắp ráp mấy đầu kia là em hầu như là em ít làm lắm. Công việc nhà ít làm. Rồi quét nhà này kia, rửa chén này em làm được. Tắm, ráp, tháo, điện nước là không biết phải không? Điện nước không biết phải không? Rồi, biết làm chuyện phụ nữ thôi. Đi chợ nấu ăn được không? Giặt đồ được không? Cái đó là em mà ở nhà là em làm hơi ngon á. Người đàn ông có tính cách phụ nữ đảm đang. Được. Thế còn em sao? Em biết nấu ăn, em biết may giá. Những cái công việc thuộc về nội trợ hay gia đình thì em đều cảm thấy mình rất là ok. Chết rồi, dành công việc với ảnh rồi. Vậy cái việc của Nam Nhi trong nhà, hư cái bóng đèn rồi, hư ống nước rồi này kia là ai làm? Ngày xưa thì em học nghề là em học điện. Ghê. Nên là đối với điện thì em cũng hiểu biết luôn. Nên là không sao. Thôi kêu thợ đi hai đứa cho nó chị chắc ơi. Ngày xưa em học nghề em học dinh dưỡng mới đâu chứ. Học dinh dưỡng, bên đây học điện. Hai đứa này ngược ngược ta. Thôi mấy cái nào khó quá bỏ qua cưng, mình kêu thợ nha cưng nha. Tính của em rất là kỷ luật nữa. Ăn uống bừa bãi là em không có chịu được. Em phải nói cho cái nào mà ăn uống khoa học thì thôi. Ba em á thì có cái thói quen là ăn thức ăn thì ăn chung. Nhưng mà em thì không được. Ví dụ như là món xào á mà em không có cho ăn, để vô trong cơm rồi chan canh vô ăn. Canh ăn riêng, món xào ăn với cơm riêng. Chứ không có chơi cái màn quất tô rồi mấy con tôm, mấy con thịt rồi rau rồi canh chan vô một tô. Dạ. Là không được phải không? Chẳng không. Mà thường con trai hay quất nguyên tô cơm lắm. Chuẩn luôn chị ơi. Chuẩn luôn chị ơi, nhanh gọn lẹ, giống gấp gấp gì chơi phải không? Em sẽ nhắc cho chị. Nhưng mà tại vì em ăn một mình thì em múc tô em ăn, còn giờ ăn với vợ con thì ta dọn ra bàn rồi có đồ. Đúng ăn rồi. Thì sẽ ăn theo thôi, mình ở mình em thì dễ tô. Mà thứ hai nữa là em ăn ảo quá, bừa bộn là em không có chịu được. Đồ lấy rồi thì phải trả lại vị trí cũ, không có được quất lung tung. Em sẽ nhắc cho tới cùng. Rồi nhắc nữa. Chà, con người nhắc cũng hơi vui và hơi mệt nha. Không, em thấy là hay á. Hay phải không? Rồi. Tại vì em nhỏ lớn là mình cũng thích có người nhắc nhở. Rồi. Mà em cái gì á, nghe nói cái là làm theo cái là tự nhiên là mình tốt theo à. Tính em dễ. Dễ. Mà không hiểu sao chị, em nhắc hoài mà không có sửa thì em có biện pháp chị. Biện pháp gì? Thí dụ như mà mang vớ rồi vứt lung tung không chịu bỏ vô máy giặt thì lần sau là cứ thấy vớ vứt lung tung là em đem quăng hết. Em quăng em mua lại chứ tốn tiền em chứ gì đâu. Thì cứ đưa lương cho em đi, em mua thoải mái. Quan trọng là cái chuyện đưa lương cho em đi. Em nghĩ em sẽ đưa cho vợ em bao nhiêu phần trăm lương của em? Chắc 80 quá. Nè hả, còn 20 còn lại làm gì? Thì mình cà phê cà pháo giao tiếp bạn bè. Nghe đồn trước khi em tham gia chương trình này em ngủ mơ phải không? Đúng rồi chị. Nằm mơ thấy gì vậy? Em nằm mơ thấy gặp chị á. Gặp chị? Gặp chị rồi đi trễ rồi kia luôn. Nhưng đi trễ nữa. Cố gắng, hiện thực là mình cố gắng mình sửa chữa. Đi nằm... sớm hay là sớm luôn á. Là tại vì chứ nếu mà không nằm mơ là chắc nay đi trễ rồi. Trễ chắc luôn. Mà thấy rõ mặt chị trong giấc mơ luôn. Thấy chị con luôn. Thấy mặt bạn nữ không? Không, em vẫn giữ format chương trình mà. Là chỉ thấy mặt chị thôi. Đồ đàn này kia nhưng mà cuối cùng em vẫn xây được hết. Là trong giấc mơ là vậy đó. Dạ. Nhưng mà sáng nay là đến sớm, 9 giờ đã đến rồi. Rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm giấc mơ, chứng tỏ có tâm với chương trình. Có suy nghĩ và quan trọng cái cuộc hẹn ngày hôm nay mới suy nghĩ nhiều. Tại người ta nói khi mà ban ngày mình suy nghĩ gì nhiều, ban đêm mình sẽ nằm mơ thấy cái đó. Ảnh mơ thấy chị mà chị. Thì đúng rồi chứ sao ảnh biết em là ai được. Ảnh chỉ biết có chị trong chương trình này thì ảnh mơ thấy chị là đúng rồi. Trời ơi trời, thiệt tình. Bà đừng nói bà ghen với tôi nha trời. Bây giờ á, chị hỏi em nè. Dạ. Em dễ thương đẹp gái như vậy, lý do sao em phải nhờ tới chương trình? Trước đó là em có trải qua một mối tình đầu kéo dài 8 năm. Trời ơi. Kết thúc thì em dành khoảng 1 tới 2 năm để ổn định cái tâm trạng. Nhưng mà tại sao quen 8 năm mà chia tay? Có hai cái mấu chốt đó là tôn giáo. Tôn giáo thì 8 năm trước nó cũng đã ngược nhau rồi.
gia đình bạn trai tạo sức ép vô chứ không phải bạn trai đó nữa. Ban đầu em cũng có ý định theo nhưng mà cuối cùng là em lại quyết định không được theo. Lý do? Em nghĩ là lý do quan trọng nhất vẫn là bạn trai á không có đem cho em được cảm giác an toàn. Đó, nó phải có cái lý do. Em có đạo gì không? Em là không đạo mà mối tình đầu của em cũng có đạo. Em quen được 5 năm. Trời ơi, sao người 8 năm, người 5 năm vậy trời? Tính là về học đạo này cưới. Nhưng mà thời gian lúc đó mình có một cái sự suy nghĩ. Rồi ai chia tay ai? Em quyết định chia tay xong lúc em cũng hối hận lắm. Tại lúc đó mình nông nổi thôi. Hai đứa tức á, xong rồi đưa cho bố mẹ hai bên nói chuyện. Bát nước khác đi rồi mình không thể kia được. Có nghĩa là cũng do xung đột của hai gia đình? Do bản thân em. Mà hồi đầu em chịu theo đạo người ta rồi cuối lúc cùng đầu em... Đúng rồi. Rồi sao, tại sao bẻ chĩa? Hồi đó là hai nhà em, hai anh em muốn người đó về nhà làm dâu. Cô đó không chịu về làm dâu? Dạ. Cô đó muốn bắt rễ hay sao? Dạ đúng rồi. Do mình ngày trước yêu mình cũng dễ quá, mình bảo là mình ở đâu cũng được. Rồi bây giờ hồi nãy em cũng mới nói cái câu là ở đâu cũng được nè. Nhưng mà bây giờ em thật sự là em về ngoài quê, em đã quyết định chín chắn rất là nhiều rồi. Với bố mẹ em đã bảo rồi con gần bố mẹ, nhưng mà thật sự ra đến bây giờ con cũng không có được báo hiếu được cho bố mẹ. Thà là con ở xa, con lấy vợ xa, xa bố mẹ, xa thương, gần thường. Rồi hiểu. Thế còn bên đây? Khi mà mâu thuẫn nó lên tới đỉnh điểm á chị, thì hai bên là im lặng. Xong rồi một ngày đẹp trời á, thì bạn ấy băm em, xong rồi nói với em là anh sắp cưới. Em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ừ thì sắp cưới. Em bỏ anh đi vô nhà đóng cửa lại. Mà có nói chia tay chưa? Chưa. Chưa ai nói chữ chia tay hết. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu sau thì bạn tới báo là bạn đó lấy vợ? Một tháng. Quen 8 năm không nói chia tay, một tháng sau tới nhà báo lấy vợ. Trời, ai mà oan nghiệt vậy? Đúng là như vậy. 8 năm thì em về nhà bạn ấy chơi rất là nhiều. Bạn ấy cũng về nhà em rất là nhiều lần. Nhưng mà cuối cùng lại như vậy. Rồi sau đó là không có một lý do gì luôn, là lần gặp đó cuối cùng luôn. Em tự đi tìm hiểu lý do, tự đi điều tra. Thì bạn ấy đã quen một cô bé khác ở gần nhà, có đạo. Chắc là em nghĩ là trong cái thời gian mà đang quen với em rồi mâu thuẫn áp lực gia đình gì đó, rồi cô bé kia giống như là một cái phao để cho bạn ấy tìm thấy lối thoát vậy. Đó là em tự cho chứ không phải là người đó nói. Đúng, em quen bạn ấy hồi năm 2 đại học, là tới năm 27-28 tuổi là em mất hết thanh xuân luôn rồi. Em cũng hy vọng nhiều ở cái người đó, nhưng mà cuối cùng là đau khổ kinh khủng luôn. Lúc đó là em ở trên đó là em ở trọ một mình. Em không có gia đình gì hết, chỉ có quen bạn ấy thôi. Ở trên đó là trên nào? Trên Xuân Lộc, Đồng Nai chị. Tại vì quê bạn ấy ở đó. Và em lên để ở gần bạn đó. Dạ đúng rồi. Em quen bạn ấy hồi đại học mà. Xong rồi ra trường, bạn ấy không có muốn ở lại Sài Gòn lập nghiệp, thì bạn ấy về quê làm. Thì quen xa được 2 năm hay 3 năm gì đấy, thì em thấy là thôi không có ổn. Thôi để bạn ấy không muốn xuống thì em đi lên trên đó. Em nghĩ như thế là em đi thôi. Rồi cái lúc mà ảnh báo tin là em vẫn còn ở trên đó. Em vẫn còn trên đó. Sau đó có khi nào gặp nhau nữa không? Có chị, chỗ đó nó nhỏ lắm. Em đi mua trái cây mà còn gặp nữa. Hai vợ chồng ta đang đứng mua trái cây mà em không thấy em nhào vô, em mua ngon lành luôn. Cũng ngại khi mà chạm mặt vợ bạn ấy. Con bé đó chắc cũng không có thích gặp em nhiều. Hết chưa? Bây giờ mỗi lần em có còn em xúc động trong... Em có thể kể ào ào như vậy là chứng tỏ là nó hết rồi chị. Ok, rồi từ lúc đó tới nay có quen thêm người nào khác nữa không? Dạ không, theo đuổi mình thì cũng có. Nhưng mà họ theo đuổi mình không phải vì thương mình, mà em nghĩ theo đuổi vì cái gì đó. Cái gì đó là phải hỏi bạn trai. Dạ, em thì chỉ cảm thấy là hợp mắt thôi. Thiệt không? Em nói thiệt. Rồi sau cái bạn đó tới nay còn mối tình nào khác nữa? Có hai mối tình nữa. Mối tình gần đây nhất? Cách đây gần năm. Một năm? Quen có mấy tháng thôi chị. Rồi sao chia tay? Mối quan hệ của bạn đó khá phức tạp. Ý là có chồng rồi nhưng mà chưa chấm dứt hẳn á. Chưa ly dị? Em không biết. Em không biết. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Có hình không? Cho chị mượn tấm hình. Dạ. Có tính cách gọi là nữ tính, dịu dàng, sống chung thủy. Rồi quan trọng là phải thật, thật có tâm với mọi người. Dạ. Em có tâm đây. Có tâm là có đúng tâm. Đúng rồi, chữ tâm ghi mấy bằng 3 chữ tài đó em. Rồi. Em là 63, anh 36 á. 63, 36 là sao? Dạ, ngược nhau, ghép lại, đẹp luôn chị. Sao 63, sao 36? Vì 63 Tiền Giang. Rồi. Em 36, hay quá. Trời ơi, cái đó hiểu chết liền luôn á. Đúng rồi.
Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì em rõ ràng cái quan điểm của em lắm. Tìm cổ đi. Thứ nhất là ngoại hình trước đã. Ngoại hình là hình sao? Ê, chị ơi, kiếm cho đúng nha. Kiếm đúng mới gã, đúng mới kiếm trật, gã trật á. Dạ, ngoại hình đó thì em thích những người cao trên 1m7, hơi nam tính một xíu, khỏe khoắn, kiểu giống như hơi thể thao. Còn tính tình thì em thích người chín chắn, trưởng thành. Rồi thì dòm chổng đi coi có anh nào chổng không, rồi tôi gã luôn. Làm gì tay rung vậy, cầm tấm hình mà. Rung quá chị ơi. Cái gì mà rung dữ vậy? Chắc cú chưa? Chắc rồi á chị. Chắc rồi chốt. Đúng không? Ờ à, chốt. Ừ, tự tin quá, chốt. Đừng có bắt hết đất là chết. Chốt nha, rồi chưa? Em nghĩ là anh này. Tại sao chọn anh đó? Em nghĩ là nếu mà anh đó buôn bán thì bề ngoài của anh không phải trau chuốt đúng không? Nếu đi ra ngoài nhiều đó, thì da phải ngâm ngâm một chút. À, người ta rất là có khoa học. Còn ông này cầm tấm hình lên chỉ liền. Ông chỉ theo là cặp mắt, ông nhìn gái đẹp ông chỉ thôi. Còn bên đây người ta có phân tích đàng hoàng. Là em cảm thấy bạn tên Tâm đúng không? Hồng Tâm, em bảo là trung tâm ba cô gái ở giữa đó, Tâm là gì chị? Có phân tích khoa học rõ ràng luôn. Cũng có logic. Rồi xin mời hai bạn. Hay quá, có Tâm hình này có Tầm luôn rồi, Tầm bậy rồi. 1, 2, 3. Hãy xem màn chọn người theo chữ Tâm. Nhìn đi cưng. Dạ, anh chào anh Tài. Anh có món quà tặng em. Ok, dạ em cảm ơn anh. Ôi. Đây. Dạ, em có nhiều quà quá hả? À, đây cho chị các từ với trời người nha. Trời ơi, ok, cảm ơn cưng. Đây là thư pháp em tự viết em tặng cho anh. Về để làm cảm ơn em nhiều nha. Chữ Tâm luôn hả? Dạ, em đó chị. Để chị thêm cái dấu quyền vô coi. Tâm mất biến với dòng đời vạn biến. Ừ. À, trời ơi, em thích uống trà lắm. Cái này em tặng luôn cái bài thơ nha. Tay nâng một chén trà thiền, bình tâm nhìn khói ưu phiền thoảng bay. Cuộc đời một giấc mộng say, trăm năm nhìn lại mới hay vô thường. Mà... anh làm hả anh? Đồng sở hữu. Rồi thôi bây giờ sao, bây giờ xử lý sao nè. Đó, chọn cô chính giữa, em kiếm cái cô đó gả cho ảnh giùm chị cái coi. Người ta đang có bầu rồi. Người ta đang có bầu rồi. Cái em tưởng em đúng hả? Em là tưởng em đúng nha. Trời ơi, đưa cái hình ra rồi mà ngồi trước mặt rồi mà ông còn tưởng ông đúng nữa. Trời ơi, ông Tầm quá vậy ông. Em sorry chị, em quên đang mất kiến. Nhìn kỹ coi, rồi chọn lại coi. Rồi. Rồi đâu, ai? Cái chọn câu đầu tiên, cái bên này đúng không? Ba lần vô một chỗ. Rồi cái ông này phải phạt cái gì ghê gớm cho tôi mới được. Trời ơi, sao vậy cưng? Chắc là em mới lên độ á. Anh ơi, bình thường lắm, em rất là thích để mặt mộc. Em không có trang điểm. Chỉ hai người rồi, không lẽ giờ chỉ có cái thằng kế bên? Không, bên này là đúng rồi chị. Chắc chưa? Là chắc 100%. Rồi bây giờ em nghĩ em bị phạt cái gì? Hát đi. Hát là thường quá, mới đọc thơ rồi hát nhẹ nhàng cho em quá. Em trật người ta ba lần, ba cô gái em chỉ hết cả ba luôn. Dạ. Thôi thì tùy chị với bạn. Anh em thích khỏe khoắn thể thao đó. Đó. Anh lựa đi. Đặt đồ quét đồ, cài bóng đồ, cài bóng hồng đồ. Ra đi cưng, ra sàn thi đấu đi cưng, không ai cứu được cưng đâu. Hộp xì dầu hả chị? Hết đất cưng ơi, hộp xì dầu nó bánh bèo quá. Hết đất nó ngủ luôn. Anh không hỏi bao nhiêu cái hả? Anh cứ thấy anh đi hết thôi chắc hả? Chắc là 20 cái quá. Bình thường anh thấy mọi người bị phạt vậy mà. Trời ơi, đứng nói anh ba lần 30 cái, ba lần 30 cái nha. Thôi làm đi, sơ sức làm được nhiều làm đi, đừng ụp mặt tường được rồi. Chừng nào cổ nói thôi thôi đếm với anh ta đi, chừng nào em thấy đủ thì em kêu đứng lên. Bắt đầu cho 1 2 3 4 5 6 hay rùng tay 7 8 9 ụp mặt rồi đó. Mời, thôi dừng đi anh. Tôi nghĩ 20 không có nổi. Xin chân thành cảm ơn em. Nóng người rồi đó, chắc đói bụng rồi ha. Chị Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức bữa ăn trưa dạ. Tại nhà hàng Mận Đỏ. Mời các bạn thưởng thức món sườn hầm đậu. Đây cũng là những món ăn và cách chế biến rất quen thuộc, nguồn gốc từ Pháp. Nêm nếm theo cách riêng của nhà hàng Mận Đỏ. Sốt rất là sệt nè, và ăn với cơm theo phong cách Việt Nam hoặc là bánh mì Âu thì rất là tuyệt vời, tùy thích nha. Rồi, mời hai bạn. Ăn đồ Tây uống rượu vang là số 1. Dạ. Anh chào em. Mời em. Nãy anh chào rồi anh. Mời em, ý là mời em ăn. Dạ, em cảm ơn, em cũng mời anh.
Em ơi, mời em. À dạ rồi, dạ em mời. Anh Tài có thích đi du lịch không? Rất là thích, nhất là đi với người tâm đầu ý hợp với mình á. Anh rất là thích đi phượt. Thích đi phượt hả? Nhưng mà không, không có thời gian đi thôi, với lại đi một mình thì buồn lắm. Tại em cũng có một cái hội bạn thích phượt. Dạ? Đúng rồi. Nếu mà anh không có bận thì rủ anh đi chung cho vui. Ok. Ủa anh Tài đang sống ở ngoài là quê là chung với ba mẹ hả? Có em trai không? Anh thì nhà anh có hai anh em. Ừ. Ông anh trai anh thì lấy vợ rồi. Người miền Bắc là thường ba mẹ sống với con trưởng mà nhà anh lại sống với con út hả? Hồi đó anh, ông anh á là ông không chịu về. Đợt này là ông về cái tự nhiên mình yên tâm hơn. Dạ. Mình muốn vào lại Sài Gòn. Cảm thấy là cái cuộc sống ở trong này á nó rất là thoải mái. Ừ. Mà anh cũng rất là yêu quý mọi người ở trong đây nữa. Ở đây thì mình có thể là được cơ hội làm chính mình hơn. Mới em nghe anh nói là em tưởng anh người miền Nam đó, không ngờ là người Thanh Hóa luôn. Đúng rồi. Với lại giọng của anh nghe cũng hay. Em dùng đi. Dạ. Thường em đi du lịch đó, em sẽ thích vừa du lịch mà vừa thưởng thức ẩm thực. Ừ. Anh thì được cái là lanh. Hầu như là anh đi mấy nơi đó là anh kiếm được những cái chỗ mà ăn theo đúng tiêu chuẩn ngon bổ rẻ luôn. Mai mốt chia sẻ cho em với nha. Tôi okay. Mai mốt tôi gặp cặp nào cũng như cặp này đỡ quá, không cần nói nhiều luôn á. Bấm nút luôn không? Từ từ chị. Ăn rồi quá, nói chuyện nào quá tưởng bấm nút luôn rồi chứ. Nãy giờ có vô được cái chuyện tình yêu gì chưa? Không, anh đó không có hỏi em gì hết. À. Tại em quên. Cái lý do muôn thở luôn á chị. Cảm giác của em là thấy bạn rất là, nói chung là dễ thương. Cảm giác là bạn là một người rất là ngăn nắp và chín chắn. Nhưng mà mối tình của bạn vẫn làm em hơi hơi ái ngại. Ái ngại, đúng rồi. Ái ngại chỗ nào? Chị nói chuyện cũ có gì đâu ái ngại. Người ta về ta có vợ có con là ái ngại gì nữa. Em cũng không biết nữa. Có thể là em sợ, nói chung là người nào mà nhớ về cái người đầu nhiều quá. Chính em là đã từng có thời gian như thế rồi. Em chỉ sợ người ta thôi. Bây giờ em còn nhớ người cũ không? Em không, giờ em hết rồi. Em hết thì người ta cũng hết rồi. Sao em hết mà em không cho người ta hết? Chừng nào bây giờ em vẫn còn nhớ người cũ á thì em nghi ngờ người ta vẫn nhớ người cũ giống em. Còn bản thân em nói em hết rồi mà em lại nghi ngờ người ta, có nghĩa là em chưa hết. Đúng không? Em nãy em nói chị là em còn hối hận. Mà còn hối hận có nghĩa là vẫn còn nhớ tới. Chưa hết. Đúng không? Nói đúng chỉ có gục mặt xuống thôi đó. Đúng không? Dạ. Đó, thấy chưa? Không, em nhớ là bạn thôi. Thế ủa, người ta còn nhớ cũng bạn thôi. Người ta nhắc tới một cách rất là vô tư, thoải mái. Còn em là có vẻ hơi rụt rè. Có vẻ là chuyện tình duyên của anh nó cũng hơi lận đận. Đúng rồi. Nhưng mà người ta thanh niên mà, em mới là lận đận đó. Hy sinh nhiều khổ, dẹp hết chuyện cũ bỏ qua. Bây giờ lo chuyện mới. Rồi, mời em bốc bài. Thử cảm giác nắm tay bạn nam. Rồi, đưa tay qua. Hy vọng là tay anh giống như em nghĩ. Ồ, chứ em nghĩ sao? Em nghĩ sao rồi, em cảm thấy sao? Thôi buông ra được rồi anh. Em nghĩ sao? Em nghĩ là tay của anh ấy sẽ là ấm và mềm mềm. Thì mềm. Đúng như vậy. Đúng vậy luôn. Ừ. Hay quá, cô này bữa nay cảm giác cô hay quá mà em tệ quá. Tới phiên em. Học lớn quan lên. Quan điểm về việc chia tay đòi lại, trả lại quà. Nếu là bạn hết yêu rồi, bạn có đòi hay trả quà không? Em thì rất là không thích cái quan điểm đó. Ngày xưa em quen người yêu đầu á, lúc mà em bạn ấy chia tay á thì bạn gái bảo muốn gửi cái tiền mua điện thoại cho em á, mà thôi coi như món quà cuối của anh. Là lúc đó vừa mới mua điện thoại xong là chia tay á hả? Sau vừa mới tặng điện thoại xong là chia tay. Chia tay á, em bảo thôi cũng tất cả là do anh. Nếu mà sau này mà em chưa có người kia thì anh sẽ chịu trách nhiệm với cả thanh xuân của em. Mà thật sự ra là em vẫn chưa biết được cô ấy có người yêu hay chưa. Nói chung là em cũng hơi lụy tình. Cũng là một vấn đề mà em FA đến bây giờ. Túm lại là ông này ông vẫn còn bối rối, vấn vương mối tình cũ đó. Người đó là nặng tình đó. Quen cô đó chia tay rồi. Em vẫn nằm mơ thấy cô ấy, em khóc mà hồi 2-3 năm trước. Nhưng bây giờ hết chưa? Hết thiệt rồi, giờ hết thiệt, không mơ thấy nữa. Không mơ thấy nữa, giờ mơ thấy chị Cát Tường rồi đúng không? Dạ đúng rồi, ừ, mơ chị Cát Tường rồi. Rồi bây giờ hai người nhìn nhau nè. Nói thiệt lòng cảm xúc hiện tại của mình bây giờ cảm thấy như thế nào? Bình thường là tôi kêu cầu bạn trai nói trước, hôm nay tôi yêu cầu bạn gái nói trước.
Khi mà mở cửa ra nhìn thấy mà anh ấy thì em cảm thấy là có thiện cảm. Nhìn anh cũng có vẻ phúc hậu. Gương mặt anh tròn tròn giống mặt em. Cách anh nói chuyện cũng là nhẹ nhàng. Em thì em bị thu hút bởi những người mà có giọng nói nhẹ nhàng. Còn về cái vụ mà anh nói là anh thích những người con gái là có tâm rồi biết đối nhân xử thế thì em nghĩ là em được. Nhà em kiểu truyền thống, ba mẹ em hơi bị khó. Em được giáo dục từ nhỏ, cách sống rất là đạo đức, lễ phép. Cho nên là em cảm thấy là những cái mà anh yêu cầu bạn gái thì em đều có. Hôm nay anh đến đây á, thì anh gặp em thì anh cũng rất là vui. Nhưng mà anh vẫn có cảm giác là... nói chung là anh cảm giác là anh hợp á. Thì anh sẽ tự nhiên nói chuyện á. Dạ. Anh cảm giác là hôm nay là anh xin lỗi em. Và anh cảm giác mình anh cũng không hợp á. Dạ. Không sao anh. Em rất là hoan nghênh những cái chuyện mà anh nói thẳng là suy nghĩ của anh. Đúng rồi. Chứ được, anh đừng có giấu trong đó rồi anh bấm nút anh, hay là anh, sau anh, đó anh, rồi. Cái đó là anh sẽ làm lỡ duyên của em. Dạ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra quyết định của mình nhé. Chỉ còn bấm vô thôi hả chị? Đúng rồi. 1 2 3 Hết thời gian. Chắc là mọi người xem cũng không bất ngờ. Nhưng mà chị thật sự là chị rất tiếc. Chị không biết nữa, chị thấy cơ bản hai người rất hợp nhau. Nhưng mà chị vẫn tôn trọng cái quyết định của em. Em cũng cảm giác là bạn gái rất là tuyệt vời. Mà em thật sự chia sẻ với chị á, là trong giống như là tiềm thức của em á, không đúng trực giác của em nên là rồi, em không tự okay. tin. Rồi, cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Ừ, một chút tiếc nuối nhưng thôi, chúng ta đành phải chấp nhận. Và chúc em sẽ sớm tìm được một nửa của mình em nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại chương trình vào khung giờ rất là quen thuộc, thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Trò chuyện với một cặp đôi này rất đặc biệt là cái hôm đó Tường mai mối là cặp đôi này đã bấm chéo nhau nha quý vị nha. Đó là bạn Thanh và bạn Thảo. Em xin chào hai MC. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang ở trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin chào hai chàng trai bên kia luôn ạ. Em tên là Châu Ngọc Thảo, 29 tuổi. Hiện tại là đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là kinh doanh dịch vụ giặt sấy, giặt hấp. Chào toàn bộ quý vị khán giả. Em là Thăng, năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý tổng giám đốc cho tổng giám đốc hệ thống lỗ gạo bảo hiểm 109. Em đến từ đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa em vào đây lâu chưa? Em mới vào hơn 2 năm. Hơn 2 năm thôi. Dạ. Hôm nay mình đến tham gia chương trình với ai? Em đến với dì của em ạ. À, dì là ở trong Nam hả? Dạ, dạ, chào dì. Dạ. Cho Tường hỏi cảm xúc hai chàng trai chút xíu. Dạ. Hôm nay tinh thần mình đến là mua một tặng một, cảm xúc mấy bạn thấy sao? Thấy vui lắm chị, hớn hở lắm. Dạ. Hớn hở lắm hả? Dạ. Đang mở như mở cờ trong bụng. Mở cờ trong bụng. Còn em? Em thì tại vì các em làm cái này cũng hay có chương trình, những chương trình như vậy á, nên mà thấy rất ok và hào hứng. Ủa cái gì, ta đang hỏi cái vụ mua một tặng một mà. Thì mua một tặng một, các em bán cái này cũng có những lần có chương trình mua một tặng một chị. Khách hàng cũng rất chi là vui. Và em bây giờ đang trong cái tâm thế như vậy. Rồi, trước mắt là cảm thấy ổn. Rất dứt khoát, rất đàn ông hả chị ha. Bên hai chàng trai đều biết hai cô gái bệnh có con luôn rồi. Mà nhìn giới thiệu ngắn vô thẳng luôn, thẳng cái tình trường cho chị đi. Thảo đang ngồi ghế đỏ phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Rồi Thảo tình trường đi cưng.
Em vừa chia tay với người chồng trước của em được hơn một năm rồi ạ. Hơn một năm. Dạ. Nói chung là hết yêu là lý do là không hợp nhau thôi. Cái cuộc hôn nhân nó kéo dài bao lâu em? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 3 năm hơn chị. 3 năm hơn. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Biết là cái nỗi đau thì mình cũng không nên khơi lại. Tuy nhiên không biết là Thảo có thể chia sẻ nguyên nhân tại sao mà cụ thể là mình chia tay không? Thứ nhất là do người kia họ ghen tới mức mà gọi là không control được cái hành động của người ta. Cái thứ hai á, người ta hơi gia trưởng một tí, bắt em vào một cái khuôn khổ của người ta. Nhưng mà em là một người hoạt bát, năng động. Khi mà ép em vô như vậy thì em cũng khó chịu được một thời gian thôi, rồi sau đó là em cũng không chịu được. Thì sau đó thì em có xin phép bên gia đình chồng là em về bên nhà mẹ em. Sau khi về bên nhà bên này á, thì em mới phát hiện ra là người đó có một cái mối tình phía sau lưng em mà em cũng không biết luôn. Xong rồi em về nhà bên đây em mới được biết về cái thông tin đó. Thảo hiện tại là mình nuôi con gái luôn đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị ạ. Trường hợp của Thảo là sau khi sinh thì cũng khó khăn đúng không? Sau sinh em gặp nhiều cái trục trặc về tình cảm vợ chồng. Thành ra cái tâm lý của em nó không có được ổn định. Thì em bị một cái vấn đề về tâm lý, đó là bị trầm cảm sau sinh. Sau khi sinh 6 tháng là em phải đi điều trị tâm lý 6 tháng nữa. Nhưng mà bây giờ em đã vượt qua được rồi đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại thì em đã kiểm soát được nó là khoảng 70% rồi. Chia sẻ vậy để cho các quý ông có đang theo dõi chương trình á, mình cũng phải hiểu và thương cho thân phận người phụ nữ. Mới tình cuối cùng là khi đấy em đang du học ở Nhật 5 năm. À em có đi Nhật hả? Dạ dạ. Em đang học đại học năm 3 thì em xin về em cưới vợ. Là coi như đã có một đời dạ, vợ rồi. Có rồi. Về cưới tháng 1 năm 2018. Cưới xong thì em có quay lại đi học tiếp, định tháng 10 sẽ đưa vợ em sang. Nhưng vợ em lại có bệnh không sang được. Vợ không sang được thì em quyết định về mua vé và xin phép trường cái thứ đến mùng 5 tháng 11 năm 18, nhưng đến 26 tháng 10 vợ em mất. Xin lỗi em nha, dạ, dạ. Buồn nên... chuyện cũ của mình. Nói chung đến bây giờ thì sẽ là đã vượt qua rồi. Chứ còn có một khoảng thời gian là khá chi là sốc. Rồi, bây giờ mình đã ổn định về tâm lý, bây giờ mới mở lòng ra lại đúng dạ, không? Dạ. Hello hai em, thấy chị Tường không? Chào chị Tường. Ok, thấy không, vui không? Không có ngờ mình gặp nhau trên sân khấu rồi bữa nay dịch bệnh mình trò chuyện với nhau ha. Rồi giờ trước tiên là phỏng vấn lại cái hôm đó, sao cái người mà chương trình giới thiệu mà chọn chéo của bên kia, địa hàng bên kia của người ta vậy? Mà ghê lắm, ông này chọn mà bà này cũng chọn lại mới ghê chứ. 3 2 1. Hết thời gian. Bấm. Ủa. Đường Vân Di đã đi về bên đây, chỉ có hai bên đây đi về với nhau. Hai bên đây đi về với nhau nè. Ừ. Còn xanh với xanh này là đi về luôn. Vậy là chúng ta cũng có được một cặp đôi. Chúng ta không đôi em đây rồi. Thảo, sao bữa hổm bấm chọn anh Thăng vậy Thảo? Tại vì cái lúc em chọn á chị thì em cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại vì em thấy cái sự đồng cảm ở chỗ anh Thăng. Còn bên cái bạn kia, bạn nam kia thì theo cái sự cảm nhận của em á, bạn đó còn quá trẻ, với lại trong cái chuyện tình cảm mà không có... Nhà chưa có đồng điệu được với mình phải không? Đúng rồi. Nhưng mà cái lúc mà chưa nhìn mặt nhau á, cái lúc mà nói chuyện mà chưa thấy mặt nhau đó, là em đã nghiêng về phía Thăng chưa? Hay là khi mà mở ra rồi thì mới nghiêng về phía anh Thăng? Em nghiêng về phía anh Thăng là khi em nghe được cái câu chuyện của anh. Với lại em suy nghĩ là cái người này họ đã
trải qua cái sự đau khổ, em cũng vừa vượt qua được cái đau khổ của em, thì em nghĩ là cái người này sẽ được đồng điệu được với em hơn. Trước dịch á, thì hai bạn đã có gặp gỡ nhau, hẹn hò nhau, cái tiến trình như thế nào, gặp nhau được nhiều chưa, hiểu hơn được với nhau chưa? Nói đi chứ. Thực ra thì trước dịch ngay sau khi em quay xong thì bọn em có gặp nhau một lần ngay sau khi quay xong, chắc tuần đấy em nhỉ, gặp nhau em qua tiệm quần áo, em gặp nhau ngồi nói chuyện với đi uống nước, về xong cái thì em về quê có chút công việc, thế là về hơn một tháng. Đến khi em quay vào cái thì dịch bắt đầu, nhưng cũng tranh thủ gặp nhau được một lần nữa, dịch đến và từ đấy trở đi là mỗi người một nơi. Trời ơi, sao mà ít oi dữ vậy trời. Cái hôm em chuyển nhà, anh Thăng có hứa hẹn là sẽ giúp đỡ em chuyển nhà, mà dịch tới cũng chẳng đi, chẳng giúp được gì, chẳng được phụ được gì hết luôn. Không, nhưng mà tôi thấy cặp đôi này là mặc dù gặp nhau có hai lần nhưng mà cái kiểu nói chuyện á rất là tự nhiên nè, chứ không phải là mắc cỡ nè. Như vậy là gặp nhau được tới hai lần thôi chứ vẫn liên hệ điện thoại với nhau thường xuyên, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó, tại vì tôi thấy cái kiểu nói chuyện là thấy rất là thoải mái tự nhiên luôn, chứ không phải kiểu là e lệ hay là còn cái gì mà khách sáo với nhau nữa. Vậy thì cái hiện tại là cái mối quan hệ của các bạn được như thế nào rồi? Hôm anh Thăng có qua bên tiệm em thì có gặp mợ em với lại bà em, thì bà với mợ thì cũng hài lòng về anh Thăng. Mẹ em thì chưa có gặp, nhưng mà mẹ có xem trên chương trình, mẹ cũng không nói gì nhiều. Nói chung là mẹ thích thì mẹ mới không nói, chứ mẹ không thích là chắc mẹ cũng nói nhiều lắm. À, còn là cái phía bên em là tương đối ổn. Dạ đúng rồi, tương đối ổn. Rồi còn hướng bên nhà của Thăng thì biết chưa? Thì sau khi chương trình lên sóng thì tất người đều biết, mà cả nước biết đâu, phải có mình nhà em biết đâu. Mà mọi người trong nhà em thì trước đến giờ vẫn là vậy. Em quyết định như thế nào thì mọi người sẽ luôn ủng hộ, không có ý kiến nhiều. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm của em thì gần như nhà em sẽ không có nhiều cái em tham gia sâu. Chỉ bảo thôi, cứ cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu. Nếu tiến tới được thì gia đình sẽ tiếp tục ủng hộ. Rồi bây giờ trong cái mùa dịch này rồi yêu đương như thế nào đâu, kể chị Tường nghe coi. Thì anh em cũng cứ nói chuyện với nhau, nhắn tin, nhiều cái phương thức liên lạc mà chị nhìn thấy thì cũng có thể nhìn thấy hàng ngày được. Chị biết là có nhiều cái cách để gặp. Vấn đề chị đang muốn hỏi là hai em có thường xuyên làm cái điều đó hàng ngày không? Liên hệ qua lại thăm nom, chăm hỏi nhau hàng ngày hay không? Cái gọi điện với nhắn tin hàng ngày thì chắc là không hàng ngày. Cũng cứ không có để nó bị thưa quá, chắc vài ngày cả hai cũng thêm một tí công việc nữa, với lại thì bây giờ cứ suốt ngày cầm điện thoại nó cứ sao ấy chị. Không có phải là như tuổi tiên nữa, cứ suốt ngày phải làm gì phải báo cáo. Thì anh Thăng anh đi đâu thì anh cũng nói với em, mà anh đi về quê hay anh đi công tác thì anh cũng có nhắn tin, anh nói chuyện với em. Anh nói hôm đó là anh đi công tác, mà để mà nhắn tin hàng ngày mà giống như mấy bạn tuổi tiên thì chắc em với anh Thăng không có. Tại vì em cũng phải con cái rồi công việc của em nữa, rồi anh Thăng cũng có công việc riêng của anh Thăng nữa. Trời ơi, hai người này nói chắc tôi tuổi tiên quá à. Tôi quay qua tôi ôm điện thoại tôi nhắn suốt ngày luôn á trời. Chị có thời gian nhắn luôn á hả? Chị lấy liu. Sao không? Chị là ba đầu sáu tay, rất là nhiều việc, nhưng nếu chị có người yêu là chị vẫn đều đặn mỗi ngày. Nếu mà chị ngày đó mà chị không biết người yêu chị đang làm cái gì ở đâu là chị rất là bực bội. Chắc là bây giờ em lại phải học hỏi chị Tường rồi. Con người mình á, bây giờ nhu cầu là gì, và đặc biệt là dịch bệnh nữa, là mình cần cái người á, quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc. Với lại trong cuộc sống mình hàng ngày á, bao nhiêu việc nó xảy ra, cái người mà mình muốn chia sẻ nhất là ai? Là cái người mình yêu. Mà cái gì mấy ngày mới liên hệ một lần rồi quên mất tiêu rồi. Bất cứ cảm xúc lúc nào là cầm điện thoại lên lúc đó, hoặc là nhắn tin liền. Mà bữa nay ngồi đợi lâu quá bực mình dễ sợ là cũng nhắn tin. Rồi cái em vô quay rồi nha, chút nghe quay xong nhá. Rồi quay là chửi
bên kia giờ anh đi tiếp khách, ví dụ vậy. Rồi nhưng mà là phải ngày nào cũng phải gọi, ngày nào gọi tối trước khi ngủ là ok bye bye, ngủ ngủ ngon, ngày mai mà mở mắt ra là phải là hello good morning, cà phê đi em, rồi chụp hình đi cà phê gửi vô hoặc là cái gì đó. Trời ơi, phải có cái đó chứ. Hôm sau em xin trường một hôm gặp trực tiếp để chị chiêm minh lại cho em cái này cho em là chưa có được gọi lắm. Chứ nếu vậy rồi biết chừng nào mới tới lúc cưới nhau. Trời, phải có cái sự qua lại tương tác, rồi mình phải kể cho cái về cuộc sống của nhau, để mặc dù mình không có gặp nhưng mà mình vẫn cảm thấy mình rất là gần, thì như vậy mình mới hiểu được. Với lại em biết sao không, cái nhắn tin không có lộ bản chất mà mình phải gọi điện, mình mới cảm nhận được cái người đó nhiều khi người ta nóng giận hay là cái tánh người ta như thế nào đó qua cái cách nói chuyện nó mới thể hiện. Đôi lúc nhắn tin nó thể hiện ít lắm, cái đó là sự quan tâm hàng ngày mà mình phải có, mình mới phát hiện ra những cái chỗ bất ngờ. Với lại Thăng ơi, đàn ông là phải chủ động Thăng ơi, đàn ông là phải chủ động Thăng ơi. Em biết rồi, em sẽ rút kinh nghiệm học hỏi thêm em chị Thường. Phải tập trung vô, trời ơi, nhanh rất gọn. Được, yes or no là mình phải biết được cái chủ quyền của mình là được hay không. Còn cứ cà lơ phất phơ như vậy là nó dậy hoài đúng không trời. Chị nói vậy đúng không Thảo? Dạ đúng rồi. Thấy chưa? Sai lầm vẫn là em. Đúng rồi, sai lầm vẫn là anh ơi. Thật sự bên em như em đều nói với anh Thăng hết. 4-5 ngày trước là nhà em bị rào, là em anh ơi nhà em bị rào rồi, em bị nhốt, em bị cách ly rồi, hai mẹ con em bị nhốt trong nhà rồi. Thế là anh Thăng cũng trả lời, cũng hỏi Thăng kêu mình giữ sức khỏe. Hai bạn có hẹn hò gì với nhau, có kế hoạch gì để làm cùng nhau sau dịch không? Dạ hôm sau chắc em với Thảo mời chị đi ăn một hôm để chị thêm cho bọn em ít kinh nghiệm nhỉ. Ok, hết dịch đi cưng, hết okay. Dịch rồi mình gặp. Chúc cho hai đứa là giữ gìn sức khỏe nha. Rồi chúng ta chờ thôi, chờ nhanh thôi, sẽ hết dịch rồi chị em mình sẽ tiếp tục cái công việc nè. Rồi cái mối lương duyên do tôi mát tay gầy dựng này phải cố gắng không? Mình đã giành giật chéo nhau của người ta rồi thì cố gắng nắm bắt cái cơ hội nha. Rất là vui, nếu như mà nhận được tin đến được với nhau là tụi chị vui lắm, tụi chị mừng lắm. Tại vì thật sự cái chương trình ghép đôi thần tốc thì tụi em cũng thấy mới phát sóng được có mấy tập thôi. Nếu như mà tụi em mà đến được với nhau là một trong những cái cặp đôi đầu tiên là tụi chị rất là mừng, theo dõi kỹ lắm. Đó, có cái gì vui là báo cho tụi chị biết nha. Nha, mắt thì tạm thời giữ gìn sức khỏe. Rồi, vậy thôi chị Tường, cảm ơn hai em nha. Rồi, tạm biệt. Tiếp theo là cặp đôi thứ hai là cặp đôi Nguyễn Văn Tùng và Tô Thị Thanh Hiền. Cặp đôi ông bố mẹ trống nuôi con quyết chinh phục bằng được mẹ đơn thuần xinh đẹp như thế nào? Dạ em tên là Nguyễn Văn Tùng ạ. Năm nay là em 31 tuổi ạ. Quê em ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên, mình vô đây lâu chưa Tùng? Em vô đây từ năm lớp 8 ạ. Em làm đầu bếp ạ. Wow, ghê vậy. Đầu bếp về ẩm thực miền nào? Dạ, em đầu bếp về bữa ăn buổi trưa em có... Nói chung là ba miền, miễn cái đồ ăn mọi dạ, nơi miễn dạ. Là tốt cho sức khỏe. Dạ, dạ, đúng không? Quán ăn hả? Đầu bếp. Dạ không ạ, em làm ở nhà rồi sau đó em nấu ăn xong, sau đó em tự đi giao cho mấy chị. À, coi như là nấu bán online luôn. Có người đặt hàng. Dạ có người đặt trước rồi xong đó em buổi sáng em nấu rồi xong là em dọn em đi ra. Rồi bên kia đi, cô gái màu xanh đi. Còn chần chờ gì nữa mà không giới thiệu về mình nhỉ? Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em tên Tô Thị Thanh Hiền, em ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Hiện tại công việc của em là bán đá phong thủy online. Ồ, cũng bán hàng. Dạ, em bán cũng được 6 năm rồi. Là có kinh nghiệm rồi hả? Dạ. Có biết coi bói rồi không? Dạ, em không biết coi bói đâu, nhưng mà em biết coi phong thủy. À, biết coi phong thủy luôn dạ. Hả? Hay vậy trời. Bữa nay đi quay hình rồi em có coi trước cái phong thủy bữa nay nhắm cái hướng đi rồi nó tốt không em? Hợp màu gì không? Em đi 1 giờ 2. Em nghĩ tùy duyên đó chị. Tùy duyên hả? Khi mà quen nhau thì hai đứa rất là hợp luôn. Nhưng mà khi cưới nhau về thì những cái mâu thuẫn trong gia đình xảy ra thì không có tiếng nói chung thì làm sao mình giải quyết được cái vấn đề đó. Cái quan điểm đó của em đưa ra thì ta Ken sẽ bác bỏ đi. Vậy đó. À, dạ. Không có tiếng nói chung. Tùng thì sao Tùng? Khi mà tình trường của mình như thế nào? Em cũng từng có gia đình và cũng có một bé trai. Năm nay là được gần 5 tuổi rồi. Kết hôn được bao lâu? Tụi em hầu như là chưa đám cưới. À vậy hả? Dạ, tụi em nhưng chỉ đăng ký kết hôn. Có đăng ký kết hôn. Tụi em sống chung thì
từ lúc vợ em có bầu đến lúc con em được 1 tuổi là tụi em hầu như chia tay rồi đó. Rồi giấy tờ chính thức chưa, chia ly dị chưa em? Dạ, giấy tờ chính thức luôn rồi. Rồi con ở với ai? Dạ, con thì em nuôi. Ngồi vậy bình thường, thường con nhỏ phải theo mẹ chứ sao lại em nuôi? Dạ, tại em không biết sao, em chỉ, em không thể xa con em được. Em không thể xa con em được. Em cũng nói chuyện với mẹ của bé là để xem nuôi thì sẽ tốt hơn. Nhưng nguyên nhân tại sao lại chia tay? Cái lúc mình sát vô nhau và có con, cái lúc đó ấy, giống như là tình yêu nó tức thời. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em 26 tuổi. 26 cũng chín chắn trưởng thành rồi chứ phải non nớt gì đâu. Tại lúc đó em làm trong cái môi trường công việc của em đến từ sáng đến 10 giờ đêm ấy. Cứ làm như vậy hoài, cái tự dưng cái con người mình nó trở nên cô đơn. Rồi đến khi mình có một cái mối tình, cái mình cứ nghĩ là đó là một người vợ. Nhưng cuối cùng thực ra là không phải như thế. Bất cứ vấn đề gì em nói ra cái vợ em đều khóc thôi. Ví dụ như vợ em vừa mới đi đâu đó cái rồi xong không nghe điện thoại, em hỏi mà từ sau đi đâu nhớ cái điện thoại để hay nói gì đó cái khóc. Cái vợ em đi chơi về muộn, cái em bảo từ mẹ cũng nói là thôi đi về sớm sớm chút có con nhỏ cái khóc. Khóc. Cái mọi thứ đều là khóc hết và rồi, bên không đây giải cũng quyết đang được muốn khóc rồi là tôi ơi. Tôi muốn nói mấy câu được rồi, bên đây cũng đang muốn khóc hết rồi. Chết cha rồi, đang muốn khóc rồi tôi ơi. Dạ mọi thứ là cứ là ai khóc. Là người đề nghị chia tay? Hầu như là hai đứa tự thấy như vậy. Rồi có khóc nữa không? Dạ không, lúc chia tay thì hai đứa đều vui vẻ. Có còn qua lại thăm con đồ gì không? Dạ cô ấy cũng qua lại thăm con. Là cười không chứ hết khóc rồi? Dạ cười không ạ. Bây giờ thoải mái hơn. À vui hết là được rồi. Trời ơi, nó sợ nó mất phần. Dạ, rất là ấm áp. Sợ mất phần, dạ chưa. Xin lỗi, đã cướp quyền của em. Rồi, đó hả? Anh, cảm ơn. Hên quá, nắm tay cười chứ không có khóc. Một. Đã có màu. Rồi hết vậy mọi người. Dù sao thì chúng ta cũng thành công được 50%. Dạ. Thì bây giờ đã rõ ràng hết rồi. Rồi xin mời hai bà áo xanh. Hai bà màu xanh. Đã trùng màu. Đây. Rồi hai bạn đứng bên đây cũng được. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm. Lên đây đứng với tôi cho có cặp coi. Không tay đi. Đứng của mình hả? Ở mình chưa nói hôn luôn rồi. Vội vàng quá vậy. Vội vàng vội vã quá vậy. Dạ em làm lại cũng được. Làm lại đi em. Dạ. Chị chưa thấy gì luôn đó. Hello hai em, thấy chị Tường không? Trước dịch á thì hai bạn đã có gặp gỡ nhau, hẹn hò nhau, cái tiến trình như thế nào, gặp nhau được nhiều chưa, hiểu hơn được với nhau chưa? Sau khi bóng thì hai đứa gặp nhau đi ăn, sang ngày hôm sau thì em đi về lại Đà Lạt chắc là một tháng hả? Chắc là gần một tháng là anh lên đánh thăm em. Tụi em cũng tiến triển từ từ, sau đó em đi lên gặp. Cái rồi thấy Hiền ra đón em lúc mà em vừa bước xuống xe nữa, trời ơi, cảm giác nó cũng hạnh phúc lắm chị. Hai đứa đi trên chiếc xe mà 12 giờ đêm mà trời rất là lạnh nữa. Và người em lạnh quá mà cũng đơ hết cả luôn và em cũng thấy rất là vui chị. Phải trong lúc hai đứa ở cùng nhau, rồi cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn, cùng nấu nhắn cho nhau ăn. Cũng hạnh phúc lắm chị, cũng cảm giác cũng giống như là gia đình luôn rồi. Chứ không phải là mới quen nữa, em cảm giác. Lúc đó là khuya lắm rồi mà mình ra mình thấy ảnh như vậy thì cũng thấy cũng cảm động, nhưng mà tại vì trước giờ hai đứa tìm hiểu nhau thì toàn làm FaceTime rồi nói chuyện cũng ít à, chứ không có gọi là sướt mướt tình cảm hay gì, nên là
khi mà thấy ảnh lên thì mình nghĩ là chắc người này mình cũng nên tìm hiểu rồi coi thử sao, tại vì dù gì người ta cũng đi một đoạn đường xa lên thăm mình mà đón bạn bè. Thì cái lúc đầu mà về nhà rất là ngại ngùng luôn, không biết nói gì, chứ thôi đi ngủ đi chứ giờ không biết nói gì hết trơn. Anh ngủ ở dưới còn em lên gác em ngủ. Sang ngày hôm sau thì hai đứa đi chơi các gen nữa, chở nhau đi chơi thì cảm giác là rất là ấm áp và cảm giác như là một gia đình, mà thấy ảnh cũng quan tâm, cũng chăm sóc, rồi cũng nói là rất là tâm lý. Cái món đầu tiên mà anh chỗ tài nấu ăn là cơm cụ yêu cầu của Ken. Cho nên là Ken rất là thích luôn. Còn mình thì mình thấy là cũng hạnh phúc lắm, tại vì trước giờ không có được như vậy. Dạ đúng là bếp vui lắm chị. Giống như chị muốn nấu làm sao mà ngon nhất để cho hai cái người yêu thương nhất của mình ăn cái ngon á. Mà không hiểu sao mình nấu xong mình thấy mình ăn dở ẹt à. Còn thấy hai người chê Ken mất trời. Hai bạn có kế hoạch gì để làm cùng nhau sau dịch không? Dạ bây giờ tụi em chỉ dự tính là hai đứa ráng khỏe mạnh rồi bình an đến cái lúc gặp nhau thôi, cũng chưa dám tính ra cái gì hết ạ. Bây giờ chỉ mong qua cái dịch rồi. Em bây giờ đang phải tự cách ly ở nhà đây ạ. Tụi em nói chuyện liên tục và chị trừ những cái giờ mà em đi làm thôi, còn cứ đi làm về cái là hai đứa nói chuyện cho tới thì đâu đi ngủ thì thôi. Hai đứa đều nói nhiều đó chị ơi. Thật ra thì anh nói nhiều hơn em. Còn anh hơn em. Chứ Hiền ở chương trình Hiền nói Hiền ít nói chứ bình thường Hiền nói nhiều lắm chị ơi. Còn ngây nữa chứ. Còn ngây lắm, ngây hơn cả em nữa. Điều đầu tiên mà khi hết dịch là em sẽ phải đi lên thăm Hiền liền. Tại tụi em nhớ Hiền lắm rồi. Dạ thực sự là khi tham gia chương trình ấy, em cũng bất ngờ lắm, em không nghĩ là mình sẽ được gặp một chương trình có thể chọn lựa cho một người mà có thể ưng ý đến như vậy. Và em cũng xem rất nhiều tập, thấy cũng nhiều cặp đôi kết nối cũng rất là tốt. Xem qua mùa dịch là em cũng mong mọi người là giữ gìn sức khỏe, mong qua cái đại dịch. Và em rất cảm ơn chương trình đã tạo cho tụi em cái chương trình rất là hay, có thể gặp gỡ được. Nếu mà các bạn nào mà chưa tìm được người yêu thì hãy mạnh dạn đến với chương trình, sẽ gặp được một đối tượng thật ưng ý ở chương trình rồi. Khi mà em đi quay cái chương trình này xong mà phát sóng lên TV á thì em cũng gặp nhiều vấn đề lắm chị. Những người quen coi rồi thì cũng nói chung là người ủng hộ thì ít, còn cái người là không thích thì nhiều. Nhưng mà theo cái bản thân em thì em chẳng có gì buồn hay là gì hết. Em thấy vui tại vì nhờ cái chương trình mà em gặp được anh Tùng và hai đứa quen nhau yêu nhau. Cho nên là em nghĩ là mọi người ai mà còn đang độc thân á thì nên tham gia chương trình này. Vì biết đâu được mình đi tìm ở ngoài rất là nhiều nhưng mà mình sẽ không có cái mối lương duyên. Nhưng mà biết đâu được là mình tham gia rồi mình sẽ gặp được người như ý. Thực ra là mọi người cũng đừng nghi ngại quá. Tại vì thực ra là chương trình mỗi khi tham gia tụi em cũng không có kịch bản gì hết, tự vô cái cảm xúc của mình thôi. Nói chung mọi người cứ tự tin đăng ký tham gia chương trình và thể hiện cái cảm xúc của mình thật nhiều thì mới có cơ hội tìm được cái người mình yêu thương nhất. Tại vì em biết là khi lúc mà mở cửa ra là Hiền đã không có muốn chọn em rồi, không có hề nhìn em luôn. Em phải dùng mọi cách để cho Hiền chú ý đến em thôi. Các bạn cứ tự tin lên, bây giờ mình thích ai là mình phải nói mà phải cố gắng hết sức mình. Đừng có ngồi im chờ đợi người ta bấm nút cho mình. Cố lên nha mọi người. Thật ra là ngay lúc đầu mà lên rồi khi mà cái bức rèm mà chưa có kéo ra thì em cũng nghĩ là em sẽ không có bấm nút cho ai hết. Nhưng mà em bị cảm động ảnh cái bài hát cuối cùng của anh. Anh vẫn luôn dõi theo nhìn em, dù em có vui có buồn để anh nhìn thấy liền tin trong đôi mắt em. Và em hay... Ê, nãy giờ mình đang hát thôi, mình đang đọc thơ vậy? Phổ nhạc quá. Đọc thơ mà người ta phổ nhạc. Hay quá. Thôi được rồi. Tự nhiên thấy khi mà anh hát lên cứ thấy anh dễ thương quá. Kêu thôi, một người cũng nên chọn để mà mình tìm hiểu.
cho nên là em mới quyết định ngay cái khúc cuối đó em mới là quyết định. Lúc em hát mà mọi người cứ không biết là bạn thơ hay là bài hát nữa. Em nghe nhá, xem có nhớ lại cái cảm xúc gì không nha người yêu. Em có biết rằng anh thích em nhiều lắm không? Vì anh yêu em cười, vì anh yêu những lời mà em nói rất ngọt ngào với anh. Anh vẫn luôn dõi theo nhìn em, dù em có vui có buồn, để anh nhìn thấy liền tin trong đôi mắt em. Và em hãy hứa với anh điều này thôi, khi buồn chán gì em hãy buồn đi và khóc đi, để anh được đến ôm em vào lòng, mỉm cười vỗ về và thì thầm những lời nói thật yêu em. Em ơi, cái thời gian của mình gặp nhau á, anh lúc nào cũng trân trọng cái cả từ cái lúc đầu anh và em gặp nhau đến khi anh đi lên Đà Lạt đến bây giờ, mọi khoảnh khắc anh đều rất là giữ ở trong này nè. Anh lúc nào cũng luôn yêu em, anh mong em hãy cố gắng vượt qua cái thời gian khó khăn này, đừng có hờn giận vu vơ anh nữa nha. Anh yêu em nhiều. Bây giờ thì đang trong mùa dịch, muốn là anh giữ gìn sức khỏe, rồi khi nào hết dịch rồi hai đứa mình gặp nhau tha hồ mà đi chơi. Em không có giận anh nữa. Em nhớ nha, em hứa. Rồi em hứa. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại khi chúng ta hết dịch. Và chúng ta sẽ đón xem chương trình ghép đôi vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 nhé, và 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media. Khán giả ơi, chúng ta hãy tải app Netlove để được đón xem chương trình nha quý khán giả. Thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hãy giữ gìn sức khỏe nha quý.